Xin chào quý vị khán giả của chương trình Nét Việt Story. Và ngay bây giờ thì Quang Trung muốn giới thiệu đến quý vị các bạn nhân vật trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, một chàng trai với niềm đam mê và tình yêu nhảy múa. Trước tiên xin được cảm ơn Trịnh Hoàng Khải đã dành thời gian chia sẻ cùng chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay. Hoàng Khải thân mến, để bắt đầu cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì tôi muốn hỏi Hoàng Khải là không biết bạn bắt đầu phát hiện ra năng khiếu nhảy múa của mình như thế nào? Cũng là một dịp rất tình cờ khi mà vào những năm cấp 3, tôi được tham gia vào cái phong trào dance sport của tất cả các trường cấp 3 trên khu vực Hà Nội hồi đó. Thì hồi đó thì tất cả các học sinh bọn tôi không biết được là dance sport là cái bộ môn gì, bởi vì là bọn tôi chỉ được tiếp xúc với cả hip hop này, ballet rồi múa. Tất cả những cái kiến thức về nhảy múa tôi biết đều là những bộ môn như thế. Cái giải đầu tiên là giải hội khỏe Phù Đồng của cấp thành phố giữa các trường cấp 3. Thì trường tôi có đạt được huy chương đồng phần thi đồng đội và cũng có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ mà bây giờ tôi cũng còn nhớ, đó là thực sự là khi mà giành được huy chương đồng, mặc dù cái huy chương đồng đó thì đối với vận động viên chuyên nghiệp bây giờ nó cũng không lớn lắm, nhưng mà thực ra đối với tôi lúc đấy thì nó thực sự là một cái thành quả ghi nhận rất là lớn lao và một kỷ niệm rất là đẹp. Và huy chương đồng mà Quang Khải nhận được từ khi mà Quang Khải học cấp 3 như vậy, đó chính là một cái bước đệm để cho bạn bắt đầu theo đuổi chuyên sâu về nhảy múa. Để mà chuyên sâu và chuyên nghiệp thì cái khoảng thời gian đấy bắt đầu từ năm 2008, khi mà mình đã tốt nghiệp được xong cấp 3. Đúng là cái huy chương đồng đó đã là một cái động lực, nó thôi thúc mình tiếp tục đi theo cái dance sport đấy, tiếp tục tập luyện và tiếp tục tìm hiểu nó sâu hơn. Dance sport gồm có 10 điệu tất cả. Nó chia ra làm hai trường phái, đó là một bên là Latin. Latin là tức là những cái điệu nhảy rất là sôi động, những cái điệu nhảy rất là nóng bỏng, có phần một chút hơi sexy. Và Latin có 5 điệu nhảy tất cả, đó là cha-cha, rumba, samba, jive và paso doble. Còn một trường phái nữa, đó là trường phái standard. Trường phái standard là những cái trường phái rất là quý tộc, quý phái và rất là lịch lãm, được chia ra làm 5 điệu, đó là slow valse, Venus one hay còn gọi là van nhanh, quick step, slow foxtrot và tango. Đó là 5 điệu của trường phái standard và chúng ta có 10 điệu dance sport. Ngay từ lúc đầu khi mà mình nhảy dance sport mà mình cũng không hình dung nó là một cái bộ môn thể thao khiêu vũ, đúng không? Vậy thì những cái khó khăn khi mà Hoàng Khải theo đuổi chuyên sâu về dance sport là gì? Khó khăn thì cực kỳ khó khăn khi mà mình bắt đầu tiếp xúc với cả chuyên sâu về dance sport, bởi vì khi mà mình tập ở cấp 3 mình hoàn toàn mơ hồ. Tất cả những cái mình có thể biết và tập luyện được chỉ là những cái bước thôi. Và khi mà bắt đầu mình tập luyện sâu hơn thì có những cái kiến thức, có những khái niệm mà mình phải tiếp xúc nó khó hơn, đó là khái niệm về hông, khái niệm về chuyển động của tay, của vai, của cơ thể, khái niệm về khuôn mặt khi mà biểu diễn và khái niệm về người ta gọi là nội lực bên trong. Khi mà mình nhảy, mình sẽ toát ra một cái nội lực nào đó mà để cho tất cả mọi người nhìn vào cảm thấy là mình đang hòa vào cái điệu nhảy đấy, chứ không phải là mình chỉ đi những cái bước bình thường đó. Thì đấy, tất cả những cái đấy gộp lại nó tạo, vô hình chung tạo một cái sự rất là khó khăn cho những cái người mà mới bắt đầu tập chuyên sâu về dance sport. Yêu thích nhảy múa và coi đó như một phần của cuộc sống, Trịnh Hoàng Khải đã dành hết phần lớn thời gian của mình để được sống với niềm đam mê khiêu vũ thể thao. Mặc dù đã giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ từ các cuộc thi về nhảy múa trong nước, nhưng Hoàng Khải vẫn không ngừng cố gắng, phấn đấu để tiếp tục chinh phục những thử thách mới của dance sport. Bởi với anh, sáng tạo nghệ thuật là không ngừng nghỉ. Còn có tuổi trẻ là cơ hội để anh tự nâng cao năng lực và rèn luyện bản lĩnh nhảy múa của mình trên sân khấu. Thank you.
Khi bắt đầu theo bộ môn thể thao khiêu vũ Danport thì ai là người dạy lại cho Hoàng Khải? Khi mà mình theo chuyên sâu với Danport thì cũng có rất là nhiều người dạy. Đầu tiên là partner đầu tiên của mình. Sau đó là những cái người mình, những cái anh chị, những cái hay, có thể gọi là anh chị, mình cũng học hỏi thêm các anh chị như thế. Và người để mà người thầy mình tiếp xúc lâu nhất là vận động viên Chí Anh đó, thì mình học vận động viên Chí Anh cũng trong một thời gian khá là dài. Và sau đó là bây giờ hiện tại thì mình cũng đang tự tập luyện và tự nâng cao cái trình độ của bản thân. Không chỉ có niềm đam mê, không chỉ có tình yêu với bộ môn thể thao khiêu vũ này mà mình còn phải dành rất là nhiều cái kinh phí cho nó nữa. Vậy thì Hoàng Khải lấy cái kinh phí từ đâu để nuôi cái niềm đam mê này của mình? Kinh phí để mình duy trì cái đam mê thì mình cũng có thể có được từ rất là nhiều nguồn. Ví dụ như là đi dạy cho các em nhỏ, những người mà muốn có nhu cầu muốn học, hay là đi biểu diễn. Danport cũng là một hình thức biểu diễn nên là mình cũng biểu diễn rất là nhiều. Hay là đi biên đạo cho những cái công ty, hay là những bạn nào muốn chương trình, những cái show truyền hình và những cái chương trình event đó, thì đó cũng là một nguồn, có thể nói là một nguồn kinh phí thêm để mình có thể duy trì đam mê của mình. Danport có 10 điệu tất cả, tuy nhiên thì Hoàng Khải mới chỉ chinh phục được 5 điệu thôi. Vậy thì còn 5 điệu tiếp theo mà Hoàng Khải chưa chinh phục được thì nó có cái độ khó, hay là vì sao mà bạn lại chưa chinh phục được? 5 điệu mình đã chinh phục là 5 điệu Latin, thì nó rất là hợp với cả những người trẻ chung như mình. Đó là những cái điệu sôi động, những cái điệu rất là bốc lửa, những cái điệu rất là năng động. Vì vậy là mình tiếp xúc với nó đầu tiên, và sau rất là nhiều năm tập luyện thì cái kỹ thuật của mình bây giờ cũng đã tương đối. Và nhưng mà để nói đến kỹ thuật chuyên sâu hơn thì mình vẫn còn phải học rất là nhiều, mình vẫn phải tập rất là nhiều, nên là mình chưa vội vàng chinh phục 5 điệu còn lại là 5 điệu standard. Có thể là sau này khi mà mình đã có tuổi hơn một chút thì mình sẽ chinh phục nốt 5 cái điệu còn lại, bởi vì 5 điệu đó thì cũng mang phong cách rất là lịch lãm, rất là nó trầm hơn một chút so với Latin. Nên là mình cũng bây giờ mình muốn dành hết thời gian để mình nâng cao cái kỹ thuật Latin đã. Hoàng Khải này, vậy thì cái điều đặc trưng nhất trong cái bộ môn thể thao khiêu vũ Danport là gì để có thể phân biệt được giữa Danport với các bộ môn nhảy khác? Danport thì nó lại dung hòa hai cái điều đấy. Nó có sự dẻo dai của hip hop, nó cũng có sự dẻo dai chắc chắn của ballet, nhưng mà nó lại không quá cứng nhắc. Vì thế là người ta khi mà xem Danport, người ta rất dễ nhận ra đó là Danport. Mặc dù là Danport là mới du nhập vào Việt Nam để mọi người biết đến rất là nhiều thì là từ năm 2006, nhưng mà mình biết là trước đấy đã có những người là cũng đã biết đến bộ môn Danport, nhưng mà thực ra không phải là Danport mà là người ta gọi là nhảy salon á, nhảy khiêu vũ, người ta gọi là nhảy khiêu vũ đó, chứ chưa có khiêu vũ thể thao. Vì thế là khiêu vũ thể thao rất dễ được phân biệt so với các điệu nhảy khác, đó là sự dẻo dai này, nhưng mà không quá cứng nhắc, có cái khuôn khổ nhưng không quá cứng nhắc, và các động tác rất là sử dụng cái phần cơ của cơ thể rất là nhiều. Là gương mặt khá quen thuộc với nhiều bạn nhỏ tại các cuộc thi về nhảy múa ở Việt Nam như bước nhảy Hoàn Vũ Nhí, thử thách cùng bước nhảy. Hoàng Khải không chỉ là một biên đạo múa cho các bé mà anh còn được biết đến với vai trò là huấn luyện viên dạy Danport. Lớp học của những cô bé, cậu bé có chung niềm đam mê khiêu vũ thể thao được mở vào tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Ở đây, các em được rèn luyện những kỹ năng về Danport, được nhảy múa để phát huy tài năng đặc biệt của mình. Đầu con chưa biết, con không thích nhảy lắm, và từ khi con học được vài buổi thì con đã đam mê cái nhảy múa. Bộ môn này thì cũng giúp cho con thứ nhất là nhanh nhẹn hơn, thứ hai là con đỡ nhút nhát hơn, thứ ba là giúp con giành được nhiều giải thưởng hơn. Những bước nhảy đầy uyển chuyển theo điệu nhạc, sự hứng khởi của các bé từ ánh mắt,
đến những chuyển động của cơ thể, thần thái khuôn mặt. Có lẽ tình yêu, nhiệt huyết và niềm đam mê của những huấn luyện viên như Hoàng Khải hay những giáo viên trong câu lạc bộ Dance Sport đã tiếp thêm sức mạnh cho các em, để các em sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật của mình. Và chắc chắn trong một tương lai không xa, các em sẽ là một thế hệ tiếp theo tiếp nối các anh chị chinh phục những nước thang mới của các cuộc thi bước nhảy trong nước và thế giới. Như Hoàng Khải có chia sẻ thì hiện nay Hoàng Khải có dạy lại cho rất là nhiều các bạn trẻ. Vậy thì tại sao Hoàng Khải lại chọn đối tượng là các bạn trẻ để dạy mà không phải là các bạn đã lớn tuổi hơn? Thực ra thì cũng một thời gian trước là mình cũng có dạy người lớn. Nhưng mà bởi vì là thường thì người lớn họ bị chi phối bởi quá nhiều công việc khác, chuyện gia đình, chuyện công việc, nên là cũng những cái lớp như vậy cũng không được duy trì lâu. Và mình cũng nhận thấy là khi mà mình dạy các em nhỏ thì mình có thể truyền đạt được hết những cái đam mê của mình, những cái mà tất cả những cái mà mình cảm thấy về dance sport cho các em. Bởi vì là các em là những người mà các em là những mầm non, các em hoàn toàn như là một trang giấy trắng ấy, thì mình có thể khi mà các em theo đuổi dance sport, các em những ban đầu có nhiều em rất tiếp xúc, rất là gượng gạo, nhưng mà cũng dần dần khi mà các em tập được một thời gian rồi thì cái niềm đam mê của các em cũng được nhân lên rất là nhiều. Và cũng như thế mình thấy là cũng giống như mình hồi trước, cũng tiếp xúc một cách rất là gượng gạo, nhưng mà sau dần dần sau đó thì cái niềm đam mê nó được trỗi dậy. Và như thế thì mình có một sự đồng cảm với các em. Và cũng một điều nữa là mình muốn ươm mầm cho đất nước, mình muốn có những cái thế hệ dance sport thi đấu rất là tốt cho Việt Nam sau này. Đó, nên là cái bây giờ hiện tại thì chủ yếu là mình đang đào tạo những cái em nhỏ. Mong muốn của Hoàng Khải là gì với bộ môn thể thao khiêu vũ dance sport mà Hoàng Khải đang theo đuổi? Mong muốn của mình lớn nhất bây giờ là bộ môn dance sport có thể sánh vai được với các nước. Đầu tiên là các nước ở châu Á gần nhất như là Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau đó nếu mà ước mơ dài hơn đó là vươn lên tầm thế giới. Đó. Bây giờ thì Việt Nam mình cũng đang phát triển phong trào rất là lớn và cũng đang dần dần có những tài năng mà có thể vươn lên tầm châu Á rồi. Nên là mình mong là những cái ước mơ như vậy có thể trở thành hiện thực. Một lần nữa rất là cảm ơn Hoàng Khải ngày hôm nay đã dành thời gian chia sẻ cùng NetViet Story và cho quý vị khán giả được hiểu hơn về cái niềm đam mê, cái tình yêu của mình với bộ môn nhảy, đặc biệt là bộ môn thể thao khiêu vũ dance sport. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình NetViet Story cũng đã kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.